Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hưng Yên xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn tỉnh có nhiều miền quê đáng sống, tươi đẹp và trù phú. Mời quý vị cùng về thăm xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, miền quê không ngõ. Tầm nhìn quy hoạch xuyên thế kỷ của lớp người trước để lại là tiền đề cho Lạc Hồng hôm nay thuận lợi trên đường về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cuối chương trình là cuộc trao đổi với ông Lê Trung Cần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên về kết quả và mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên năm 2023. Còn bây giờ sẽ là những tin tức nông thôn mới chúng tôi vừa cập nhật. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định số 843 phê duyệt tiếp tục thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Với mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, phấn đấu có thêm 70-100 sản phẩm OCOP được công nhận, nâng tổng số sản phẩm OCOP được công nhận lên 265-280 sản phẩm. 100% sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên được đưa lên sàn thương mại điện tử. 100% chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP được đào tạo kỹ năng chuyển đổi số, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, tiêu chuẩn hóa, duy trì, nâng hạng và phát triển sản phẩm OCOP đã được công nhận đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Chú trọng cải thiện bao bì, nhãn hiệu và phát triển thương hiệu sản phẩm, có ít nhất 50% chủ thể sản xuất tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên vừa ban hành hướng dẫn số 409 thực hiện xây dựng mô hình xã, thôn thông minh trong xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Mô hình tổng thể của xã thông minh gồm các đối tượng, công chức xã, người dân, du khách, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã. Chính quyền xã ứng dụng triệt để công nghệ số vào công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của chính quyền, hỗ trợ việc thay đổi cách thức chính quyền xã giao tiếp, tương tác với người dân thông qua các công cụ công nghệ số, hỗ trợ quảng bá, tiếp thị và bán các sản phẩm của địa phương trên môi trường mạng, du lịch thông qua ứng dụng công nghệ số để quảng bá, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với địa phương. Theo Bộ Tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, huyện Văn Giang mới chỉ đạt 3/9 tiêu chí với 27/38 nội dung. Hiện còn 6/9 tiêu chí với 11/38 nội dung cần phải hoàn thiện, tập trung vào các nhóm văn hóa, y tế, giao thông, môi trường, hành chính công. Huyện đang tập trung việc rà soát điều chỉnh bổ sung, lập các quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển toàn diện, bền vững, gắn với đô thị hóa, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, lập đề xuất đầu tư các dự án trung tâm văn hóa thể thao, bến xe trung tâm theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí kinh phí để kịp thời đầu tư các dự án theo đúng lộ trình. Năm 2022, nhân dân trong tỉnh đã đóng góp trên 1.457 tỷ đồng để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Nhiều địa phương, hội, đoàn thể, nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tiêu biểu như Hội Nông dân tỉnh đã vận động hội viên đóng góp gần 10.000 ngày công lao động, gần 30.000 mét vuông đất để xây dựng hạ tầng nông thôn. Nhân dân huyện Phù Cừ đóng góp gần 4 tỷ đồng, 1.500.000 ngày công lao động, tháo dỡ tường bao, công trình phụ để ra mặt bằng, làm đường giao thông thôn xóm, đường ra đồng. Nhân dân huyện Tiên Lữ hiến trên 1.600 mét vuông đất, hiến 30 ngày công lao động, phá tường, dỡ mái tôn, công trình phụ. Sự đóng góp tích cực của người dân là động lực to lớn cho thấy sức mạnh đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động làm mới 6 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài hơn 2.000 mét. Toàn xã có gần 300 hộ dân tự nguyện hiến đất, phá dỡ công trình kiên cố, mở rộng đường với tổng diện tích trên 3.000 mét vuông, ước tính giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Tiêu biểu như tuyến đường trục thôn An Xá có gần 100 hộ hiến đất để mở rộng. Các tuyến đường được hoàn thiện tạo thuận lợi trong việc đi lại, giao lưu buôn bán của người dân. Toàn Thắng là địa phương phát triển nhanh về thương mại, dịch vụ, đất ở các tuyến đường liên thôn xã có giá trị kinh tế cao. Tinh thần hiến đất làm đường cho thấy sự đồng lòng nhất trí của đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay toàn tỉnh có trên 200 mô hình tự quản về bảo vệ môi trường trong khu dân cư, tổ tự quản về vệ sinh môi trường, câu lạc bộ bảo vệ môi trường, các tuyến đường tự quản về bảo vệ môi trường. Trong đó lực lượng nòng cốt là cựu chiến binh, hội phụ nữ. Tiêu biểu như hội phụ nữ huyện Văn Giang đã thành lập được 2 mô hình nhà sạch vườn đẹp, nhà sạch ngõ sạch, duy trì 85 chi hội phụ nữ xanh sạch đẹp. Qua thực tiễn, các mô hình này đã góp phần thay đổi tích cực về nhận thức, thói quen của người dân trong việc bảo vệ môi trường sống. Trong Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025,
Tiêu chí số 17 về môi trường được đánh giá là một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất. Tiêu chí môi trường có 12 chỉ tiêu, tăng 7 chỉ tiêu so với giai đoạn trước. Các quy định cũng chặt chẽ hơn. Mang nét thanh bình của vùng quê đồng bằng Bắc Bộ, nhưng về thăm xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm lại bắt gặp điều kỳ lạ là nơi đây không có bất kỳ một con ngõ quanh co nào. Toàn bộ quy hoạch khu dân cư được chia vuông vức như ô bàn cờ, nhà nào cũng bám mặt đường. Đặc biệt hơn, toàn bộ quy hoạch độc đáo này đã có từ hơn 50 năm trước và đây đã trở thành nguồn lực để địa phương thuận lợi hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Lạc Hồng hôm nay, đường lối rộng rãi, vuông vức, những ngôi nhà cao tầng san sát. Tuy nhiên, cuộc sống người dân trước năm 1965 lại gặp nhiều khó khăn. Đường đi lối lại của nhân dân quá nhỏ bé, quanh co, nhà cửa chật chội. Năm 1966, cụ Đỗ Văn Pháo, bí thư đảng ủy xã lúc bấy giờ, đã quyết định rũ bỏ hiện trạng nông thôn cũ để xây dựng lại khu dân cư. Tất cả là quy hoạch theo ô bàn cờ. Mỗi một lô sào 7, tức là bằng 526 m², nhà nào cũng có hai mặt đường. Người dân rất là phấn khởi. Giao thông đi lại thuận tiện, không có con ngõ, toàn những mặt đường. Theo quy hoạch ban đầu, 4 hộ nằm trong một ô, mỗi nhà đều có hai mặt đường. Tất cả là nhà được hướng nam và cách đường là 3 m. Bếp thì làm hướng tây và cách nhà là 5 m để tránh cái hỏa hoạn. Đến nay, số các ô vuông còn nguyên trạng 4 hộ như trước không nhiều, bởi các hộ đã chia đất cho con ra ở riêng làm nhà. Nhiều ô vuông có tới 7-8 hộ. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên mỗi ngày một nhiều trong những ô bàn cờ ấy. Song không hộ nào phải lo làm ngõ đi, đất nhà nào cũng bám mặt đường. Quy hoạch giao thông mạch lạc cả từ trục chính, nhánh thôn, xóm vẫn được gìn giữ suốt nửa thế kỷ qua là điều kiện thuận lợi giúp người dân phát triển kinh tế. Mặt tiền rộng khoảng 20 m. Thế bên đường là đường khá to, bên con cái nó buôn bán thuận lợi. Xe cộ đi ra đi vào nó không có vướng víu gì cả. Quy hoạch nông thôn theo ô bàn cờ không những tạo thuận lợi cho cuộc sống nhân dân cách đây mấy chục năm mà còn phù hợp cho việc xây dựng nông thôn mới hiện nay. Nếu ở những địa phương khác, đường giao thông thôn xóm không đủ độ rộng theo tiêu chí nông thôn mới, phải vận động nhân dân hiến đất làm đường, thì ở xã Lạc Hồng, tiêu chí về giao thông đã hoàn thiện từ rất sớm. Không ai muốn phá hoại cả, ai cũng muốn giữ gìn giữ và phát triển. Cái quy hoạch các cụ để lại từ những năm trước đến bây giờ thì nhân dân địa phương là nói là quý hơn vàng. Nhân dân trong thôn cũng như các cái anh em công dân lưu trú trên địa bàn cũng rất là phấn khởi và an tâm. Đối với các địa phương khác thì họ phải đền bù giải phóng mặt bằng thì mới có cái mặt bằng để đầu tư giao thông. Địa phương chúng tôi rất là thuận lợi khi mà xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng giao thông. 2020, xã Lạc Hồng đã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Chậm nhất năm 2023 sẽ đạt tiêu chí là nông thôn mới kiểu mẫu. Lạc Hồng hôm nay vừa có sự hiện đại của những căn nhà tầng khang trang bề thế, vừa gìn giữ được những nét cổ kính của những ngôi nhà cổ, kế thừa truyền thống, kết hợp hài hòa trong sự phát triển đã khiến diện mạo nông thôn mới nơi đây mang màu sắc riêng. Tầm nhìn quy hoạch xuyên thế kỷ của lớp người trước để lại tiền đề cho Lạc Hồng thuận lợi trên đường cán đích xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, chương trình Hưng Yên xây dựng nông thôn mới có nhận được một số câu hỏi của khán giả muốn biết thông tin về kết quả cũng như mục tiêu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hưng Yên năm 2023. Để giải đáp câu hỏi này, mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên chương trình với ông Lê Trung Cần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên. Thưa ông Lê Trung Cần, nhiều khán giả có gửi câu hỏi đến chương trình muốn được biết thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay tỉnh Hưng Yên đã đạt được những mục tiêu chủ yếu nào? Sau 9 năm thực hiện thì đến năm 2019 thì 100% số xã trên địa bàn tỉnh, tức là 145 trên 145 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thế và đến tháng 10 năm 2020 thì toàn bộ 10 đơn vị cấp huyện, tức là các huyện, thành phố, thị xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thế và ngày 12 tháng 11 năm 2020 thì tỉnh Hưng Yên chúng ta đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thế và bước sang giai đoạn 2021-2025 thì chúng ta tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay đấy thì chúng ta cũng đã có 83 xã
được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thế và 19 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thế toàn tỉnh cũng đã có 99 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa ông, những mục tiêu chính của chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hưng Yên năm 2023 là gì ạ? Chúng ta phấn đấu trong năm 2023 sẽ có ít nhất từ 25 đến 30 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, từ 10 đến 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thế và có từ 15 đến 20 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Vậy để đạt được những mục tiêu đề ra thì tỉnh Hưng Yên cần thực hiện tốt những nhiệm vụ giải pháp gì thưa ông? Trước hết là chúng ta sẽ phải rà soát lại toàn bộ các cái cơ chế chính sách, các cái chủ trương về xây dựng nông thôn mới để mà nắm bắt những các cái điểm nó còn chưa phù hợp với thực tế, rồi chúng ta điều chỉnh bổ sung để làm sao các cái cơ chế chính sách của chúng ta phù hợp với thực tế và đảm bảo thúc đẩy cái quá trình xây dựng nông thôn mới của chúng ta. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải thực hiện cái việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để có thể mọi người dân và đảng viên của chúng ta hiểu rõ, hiểu thấu đáo được các cái nội dung cơ bản của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới yêu cầu đối với giai đoạn 2021-2025. Thế và chúng ta sẽ thực hiện cái việc đẩy mạnh các cái phong trào thi đua, tuyên truyền phổ biến các cái gương sáng điển hình, cái gương người tốt việc tốt, những các cái cách làm hay, những cái cách làm linh hoạt sáng tạo của các cái địa phương trên địa bàn tỉnh cũng như là ở các địa bàn các tỉnh bạn để chúng ta áp dụng vào Hưng Yên của chúng ta. Cái thứ ba nữa là chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện linh hoạt cái việc huy động nguồn lực để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Chúng ta thực hiện tốt cái, chúng ta phải xác định rõ là nguồn lực của người dân là quyết định, cái nguồn lực từ các doanh nghiệp là quan trọng và việc hỗ trợ của nhà nước là cần thiết. Thứ tư là chúng ta tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở tầng phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội như là các cái công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn, các cái hạ tầng về thương mại. Đấy, chúng ta thực hiện theo cái phương châm là ưu tiên nguồn lực từ ngân sách cho những nội dung mà khó thực hiện xã hội hóa, đồng thời là đẩy mạnh xã hội hóa vào các cái nội dung mà có thể thực hiện xã hội hóa tốt, ví dụ như là cơ sở vật chất, văn hóa thể thao, thế rồi đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, thế hoặc là hạ tầng thương mại đấy, để dành cái nguồn lực cho các cái nội dung khác. Cái thứ năm nữa là chúng ta phải tập trung tăng cường cái xây dựng cảnh quan môi trường để làm sao để đảm bảo thực sự sáng, xanh, sạch, đẹp. Đấy, mọi nhà, mọi ngõ xóm chúng ta phải chủ động làm sao mỗi gia đình trở thành một cái góc cảnh quan đẹp, mỗi một ngõ xóm trở thành một góc cảnh quan đẹp, thế và cả cộng đồng cũng sẽ trở thành một cái miền quê đáng sống. Thế và cái thứ sáu nữa là chúng ta sẽ phải thực hiện tốt và chúng ta phát huy những các cái bài học từ cái việc thực hiện của chương trình của chúng ta, đó là cái phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn của chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hưng Yên xây dựng nông thôn mới cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình này lần sau.